Online hướng dẫn quý khách hàng sử dụng bộ công cụ đo vẽ. Chọn biểu tượng công cụ đo vẽ, sau đó chọn tạo điểm. Bạn có thể ghim vị trí mảnh đất. Ngoài ra khi giữ và kéo vị trí sẽ phóng to giúp bạn ghim chính xác hơn. Sau khi đã ghim thành công, bạn chọn tiếp tục để lưu lại vị trí. Dữ liệu sẽ chia thành 3 loại: điểm, đường và vùng. Tiếp tục với công cụ tạo đường, bạn chọn 2 điểm để tạo. Với công cụ này cũng có thể giúp bạn đo lường. Cuối cùng là công cụ tạo vùng, giúp bạn tính toán diện tích cũng như khoanh vùng mảnh đất. Chúc bạn thao tác thành công. Online, bất động sản online.